Ok, thì xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê cá tường Tổ quốc. Hôm nay tục gửi cho anh em một clip một lô cần câu nha anh em. Thì lô cần câu này đa phần sẽ là những cây cần carbon đó, có những cây dây trong nè, 200 gửng Ikeda, mấy cây bên đây sẽ là những cây he chi, cây cuối cùng sẽ là một cây cắm gốc mái ngang cũng 200 gửng luôn. Rồi để mình lên cụ thể từng cây cần cho anh em xem. Thì mình bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu bằng lỗi cũng nếu shop lên á thì anh em gửi cho shop nha. Rồi cảm ơn anh em. Ok, để gửi cho anh em tham khảo cây số 1. Thì cây số 1 gửi cho anh em tham khảo là một cây cần dây trong nha. Đây, một cây dây trong đó. Thì cây này vẫn là một cây carbon, hàng của China xuất nhập cho anh em. Đây, mã có đầy đủ, bát là bát thẳng, chất liệu carbon, fan sheet nha anh em, lỗi lên lỗi xếp hết luôn đó. Đây, còn nút chụp đó. Cây này là cây rút nhá, cây rút carbon nha anh em, sẵn nha đó, rất là đẹp đây. Đó, dây trong cái này thì dạng nó giống như hai chi rồi, nó chuyên về cho anh em câu trên bè trên thuyền nhỏ, câu cảm giác thôi đó. Được cái là cây này nó mới đó, ngon lành, ngoại hình sạch sẽ đẹp. Thì cây này theo thông số của nó là nó cứng 15, dài 1m8 nha anh em. Cứng 15, dài 1m8. Nặng là 110g nhé, nặng 110g, độc 2 ly 7. Rồi, giá công khai cây số 1 như mình đã báo, giá cái này 250 nha anh em, 250k cộng ship cây số 1. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 thì mình gửi cho anh em là một cây cần he chi. Thì cây he chi này là một cây he chi của hãng Ryobi nhé. Đó, Ryobi. Thì cây he chi này mình thanh lý đó, cây này nó để nha nè, bắt kẹp nè, đây, bắt kẹp Japan đây, cản quăng rất là đẹp, tem đầy đủ nhá. Phen của cần sẽ là phen Fuji nè, phen lỗ xám rất là đẹp, đây cũng vậy, phen Fuji lỗ xám, cần này dạng cần rút nhá, cần rút, đây, đọt đây, cây này thì mình đo đủ 1m8 nha nè. Cây này thì mình thanh lý, thì cây này bị mắc một phen chỗ này nha anh em, mắc một phen chỗ này đó. Anh em nào về có phen đi lại chỗ này nhé, phen này ok đó. Tất cả ok hết nha, chỉ mắc một phen cho đó thôi đó, nên mình bán cây này với giá thanh lý. Thì cây Ikeda này thì nó dài 1m8, nặng là 92g, độc 0.5. rồi, giá công khai cây số 2, giá là 200 nha anh em, 200 bao ship cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 thì gửi cho anh em là một cây cần tay chở máy. Thì đây là một cây cần tay chở máy đến từ thương hiệu của Nissin. Đó. Thì cái Nissin này một cây cần tay chở máy hàng nội địa nha anh em. Đó, bát tập bát Fuji F6. Đây, Nissin. Thì cái Nissin này thì nó dài sẽ là 3m6 nha anh em, dài 3m6. Phen là phen Fuji. Đó, đây, Nissin. Còn nắp chụp luôn. Ngoại hình thì rất là đẹp rồi đó. Hàng nội địa nha, hàng nội địa. Thì cây này thì nguyên zin nha nè, nguyên zin đây, buông nguyên zin của cần đây đó. Phen thì ok hết nha, nguyên zin hết đó. Cần tay chở máy, phôi là phôi carbon đó. Cần thì anh em yên tâm, cây này thì rất là đẹp đó. Phen đều hoàn chỉnh hết, không lỗi nhé. Đây, mấy khúc này nó sẵn rất là đẹp nha nè. Một cây cần tay chở máy ngon lành. Đó. Thì cây này nó dài 3m6, nặng nó chỉ có là 98g thôi nha anh em. Nặng 98g, độc 0.7. Thì nếu xét về độ cứng mà hắc á, thì cây này nó rơi tầm khoảng chắc cỡ 2H thôi nha anh em, rơi tầm khoảng 2H thôi, nhưng mà được cái là nó độc thấp, nó sẽ cứng đều vô trong nhá. Cần tay chở máy. Rồi, giá công khai cây số 3, giá là 800 nha anh em, 800 cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 gửi cho anh em là một cây cần cho anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền nè. Đó. Thì đây một cây cần của hãng View. Thì cây này dài là 1m nha anh em, dài 1m. Đây một cây hàng China xuất nhập. Phôi cần vẫn là phôi carbon nhé, phôi cần vẫn là phôi carbon. Thì cái này dài 1m thì rất là ngắn nha anh em. Đó, cho anh em câu trên bè, trên thuyền, anh em câu trên cano, thuận tiện cho việc di chuyển tới lui. Đây, phôi sơn ánh kim rất là đẹp nhé.
Đây, phen cần là phen fuji nha anh em, phen cần sẽ là phen fuji nhá. Đây rất là xịn nha. Đó, bát cần vẫn là bát fuji, phôi vẫn là phôi carbon, cần thì còn rất là mới. Đây, ngon lành sạch nha, rất là ok. Đó, thì cái này nó nặng là 67g, dài 1m, đọt là 1 ly 5 nha nè, đọt 1 ly 5, đọt thấp. Và cái này độ cứng nó rơi tầm khoảng 30-20. Đó, đây đọt khá là nảy nhá. Đó, rất là nảy luôn. Đó, rồi giá công khai cây số 4, giá sẽ là 400 nha nè, 400 cộng ship thì xuống. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 thì gửi cho anh em được một cây cần cắm gốc, một cây cắm gốc nội địa nhé, một cây cắm gốc nội địa. Cây này là cắm gốc đặc nha anh em, cắm gốc đặc này, vội vẫn vàng rất là đẹp. Thì cây này một cây cần nội địa Nagato, dài 2m1, hàng cắm gốc. Bát cần sẽ là bát fuji, phen cần sẽ là phen fuji nha anh em. Đó, cần rất ok nhé, rất là đẹp, cấp nổi này, ngon lành chắc chắn. Đó, thì cây này thì nó nặng là 350g, 355g nha anh em, nặng 355g, đọt là 1 ly 1 nhá, dài 2m1, đọt 1 ly 1. Bu của nó sẽ là bu xít nha anh em, bu xít rất là xịn nhá. Cây này thì chuyên về cho anh em câu trên bè nha, bè câu ngâm, dạng đánh mà cảm giác vừa cảm giác bạo lực nha anh em, đọt nó rất là nảy đây anh em có thấy, rất là nảy nhá, vì cây này một cây cần một khúc. Đó, ngoại hình đẹp, sạch đẹp. Rồi, độ cứng của cái này nó rơi tầm khoảng 30-50 anh em, độ cứng nó sẽ dài, trải dài vô trong đó, vì cây càng đặt nó sẽ cứng đều vô trong nhé. Đó, rồi giá công khai cây số 5, giá là 600 nha anh em, 600 cây số 5. Tiếp theo sẽ là cây số 6, cây số 6 thì gửi cho anh em vẫn một cây cần cắm gốc nha, một cây cắm gốc. Đây, cắm gốc thì cây này một cây cần phôi là phôi carbon, cần rộng nha anh em, càng bọng nha anh em, phôi có carbon nè. Cái này thì số bộ phen rất là xịn này, đây là một phen nòng súng nha anh em, phen nòng súng. Thì đây trên cần nó để là dài là 2m5 nha anh em, cần 2m5, bát của cần sẽ là bát fuji, phen cần sẽ là phen fuji xít, phen nòng súng nhá, cần rất ok. Tổng thể ngoại hình thì còn tương đối sạch nha anh em, sạch đẹp. Cần này thì nguyên cái dàn khoan này thôi là lụm tiền cái cần anh em. Đó, phen này nó rất là giá trị nha. Đây, phen này là phen fuji hết nha anh em. Đó, nói chung thì cần mới quê mình chưa vệ sinh luôn. Đây, buồn chống sẵn buồn fuji nhá, đóng chữ F nè. Đó, mấy cái này thì nó đóng bụi tí giờ anh em lau giúp mình nha. Đó, cần thì phôi thì mình đảm bảo với anh em là chắc khừ luôn, rất là đẹp. Cây này thì anh em câu chiên về con, anh em câu nào câu cảm giác nha. Đọt nó đây, đọt nó rất là nảy nha anh em. Thì cây cần này thì nó dài sẽ là 2m05 nha anh em, dài 2m05, đọt của nó sẽ là 2 ly 1, nặng là 163g. Đó, phen cần sẽ là phen fuji xít, nòng súng, bát cần sẽ là bát fuji. Độ cứng của cây này thì nó rơi tầm khoảng 20-30 thôi nha anh em, độ cứng rơi tầm khoảng 20-30 thôi. Rồi, giá công khai cái số 6, giá sẽ là 800 nha anh em, 800k cộng tiếp cái số 6. Tiếp theo qua đây, qua đây là một dàn cần Hechi nhé. Tiếp theo một cái số 7. Cái số 7 gửi cho anh em là một cây cần Hechi đến từ thương hiệu của hãng Sunfit. Đây, một cây Hechi Sunfit. Phôi sáng ít nhá, phôi sáng ít. Cán là cán máy chèo. Đây, sẵn phôi sáng ít cán máy chèo. Bát cần sẽ bát fuji. Đó, phen cần sẽ là phen fuji dạ quang nhé. Đây, đây phen trên đây sẽ là phen màu xám nè, rất là đẹp. Cây này thì nó có chiều dài của nó sẽ là 2m1 nha nè, dài 2m1, phen phôi ok. Đây, buồn ở đây. Đó, thì cây này về sau thì nó là mình mới quậy nha nè, buồn nè. Đó, buồn nó dạng buồn gòn thì anh em. Đó,
rất ok nha, càng tổng thể cứ đẹp. Thì cây số 7 này thì nó nặng là 135g, dài 21, đọt 2 ly, đọt 1 ly 1 nha, đọt 1 ly 1. Độ cứng của cái này ra tầm khoảng 10-15 nha anh em. Đó. Rất là nảy nha, đọt thấp. Rồi, giá công khai cây số 7, giá là 550k nha anh em. Đó, 550k cây số 7. Đó. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 mình gửi cho anh em là một cây của Ocean King nữa nè. Tên của nó đây. Đó, cây này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, phôi là phôi carbon. Đó. Bát cặn sẽ là bát Fuji, phen cặn sẽ là phen Fuji. Đây, phôi carbon nha anh em. Tem đầy đủ. Cặn thì tổng thể rất là đẹp này. Nguyên zin nhé, tổng thể sạch sẽ đẹp. Đó, ok. Thì cái số 8 thì nó nặng sẽ là 108, nặng là 106g nha anh em, nặng 106g, dài 1m8. Và đọt cái này thì nó mình đo là sẽ là 0.8 nha anh em, đọt 0.8. Đây. Độ cứng của cái này nó rơi tầm khoảng 5-10 thôi nha anh em. Đây, mình uốn cong hình chữ C được luôn nè, rất là dẻo nha. Đây. Đọt nó sẽ là đọt thấp, anh em yên tâm. Câu cảm giác nha, chiên câu cá hanh, cá cháp, câu trên bè, trên thuyền. Anh em miền Tây thì có thể câu tôm, câu cá trắng, câu cá lăng. Càng tương đối ok. Rồi, giá công khai cây số 8, giá sẽ là 550k luôn nha anh em. 550k cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 thì gửi cho anh em một cây cần đến từ thương hiệu của Daiwa nha anh em. Đây, một cây Daiwa. Đây. Hàng này khá là ok nha anh em, khá là whip. Phôi là phôi carbon nha anh em, phôi carbon. Phen cần sẽ là phen Fuji. Đây. Phen cần sẽ là phen Fuji. Bát cần sẽ là bát Fuji Japan. Phôi cần sẽ là sơn ánh kim nha anh em, sơn bạc ánh kim. Thì cái số 9 này thì nó dài sẽ là 1m8, cứng là cứng 20 nha anh em, và 1m8 cứng 20. Đó. Rất ok nha, càng đẹp. Đó. Xịn sò. Đây, phen nữa đây. Đó. Ngon lành, phen Fuji. Gặp nói. Nói chung là cây này mới nha anh em, cây này tổng thể ngoại hình thì đánh giá cảm quan nó dạng mới nha. Rất là đẹp. Cái này sản xuất tại Korea nha anh em, sản xuất tại Korea. Đọt cái này thì là đọt 1 ly nha anh em, đọt 1 ly 1 ly 1 nhé. Càng tương đó đẹp. Cái này vẫn là chuyên về cho anh em nào câu trên ghe, trên bè, trên thuyền nhé. Đánh cá hanh, cá cháp, cá giò, cá dìa. Đó. Đọt khá là nảy nhé. Anh em miền Tây thì đánh cá trắng, cá chép nè, câu tôm nè, câu cá lăng nè, rất là ngon. Đây, đọt siêu nảy luôn nha. Đọt này vẫn là đọt thấp nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 9, một cây cần đai qua. Giá sẽ là 700 nha anh em. 700 cộng ship cây số 9. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 gửi cho anh em là một cây cần của hãng đai qua luôn. Đó. Được cây này thì một cây đai qua hai đọt nha. Đây. Một cây đai qua hai đọt. Đó. Gốc cần thì nó có xây xác một tí nha anh em. Đó anh em thấy. Rõ ràng xây xác nha. Bát cần sẽ bát đai qua. Đó. Phen cần sẽ là phen Fuji lỗi xám. Phôi cần sẽ là phao Fuji sáng ít. Rất là đẹp nhé. Thì cái này hai đọt, một đọt cứng là 8 và một đọt cứng là 15 nha anh em. Đó. Đây. Dài là 1m5. Chiều dài này đối với cần câu thì nó rất là hiếm nha anh em. Dài 1m5 này thì câu trên thuyền cano này rất là xịn. Đó. Dễ di chuyển tới di chuyển lui. Cần rất là đẹp. Đó. Nó chỉ có bị xước cái góc một tí thôi, tổng thể ok hết. Phen cần trên đây sẽ là phen Fuji nha anh em, lỗ xám buông nguyên zin. Đó, này. Thì cái này nặng là 100g nha anh em, nặng 100g, dài 1m5, đọt 1 ly và đọt 1 ly 2 nhé. Hai độ cứng là độ cứng 8 và độ cứng 15. Đó. Tổng thể ngoại hình ok nha anh em, sạch sẽ nhé. Còn sáng đẹp. Đọt thì vẫn là đọt thấp, càng he chi mà anh em.
Rồi giá công khai cái đây qua cái số mừng giá là 800 nha, 800 cộng tiếp từ số mừng. Tiếp theo cái mùa 1, cái mùa 1 gửi cho anh em mà một cây cần nội địa nhé, một cây cần nội địa cái mùa 1 thì cái mùa 1 dài sẽ là 1m7 nha anh em, dài 1m7, một cây nội địa, hàng nội địa Nhật. Thì bát cần vẫn là bát Fuji, phen cần vẫn là phen Fuji nha anh em. Phôi cần đây, phôi carbon, cán cần thì họ vẫn rất là đẹp luôn. Đọt cần sẽ là đọt tháp nha anh em, đọt tháp được quản trị sẵn gắn gút nha, xúc sắc phen cần đây cấp nói. Thì cái mùa 1 này dài 1m7, nặng là 109g nha anh em, dài 1m7 nặng 109g, đọt của nó sẽ là đọt 1 ly, và độ cứng của cái này độ cứng sẽ là 10-15 nha anh em, độ cứng 10-15 càng ok nha, xịn sò. Rồi giá công khai cây sổ mùa 1 giá sẽ là 400 nha anh em, 400 cộng tiếp cái mùa 1, một cây 1m7. Tiếp theo cái 12, cái 12 gửi cho anh em là một cây cần Hechi đó. Thì cây Hechi là một cây Hechi của hãng Ryobi nè, đó Ryobi. Đây. Cây này là dài là 2m1 nha anh em, dài 2m1, phôi carbon, cán mái chèo đó. Đây bát của cần vẫn là bát Fuji, phen cần là phen Fuji luôn đó, tem đầy đủ nhé, tem đầy đủ. Thì cái 12 này thì nó nặng là 175g nha anh em, nặng 175g, đọt 1 ly, đó, đọt 1 ly, và đọt cái này vẫn là đọt tháp nhé. Đây. Keo phen chỉ ok hết nhá, ngoại hình thì nó có xây xát một tí đó, không ảnh hưởng gì đâu. Đây xuống màu phen tỉ nè, càng xa quay cho anh em vậy. Bu cần vẫn là bu xít nha nè, bu xít cái bu khá là xịn nhá. Càng ok nha anh em. Rồi cây sổ 12 thì độ cứng của nó sẽ là 10-15 nha anh em, độ cứng sẽ là 10-15, độ cứng nó sẽ, độ cứng này chắc khoảng 15-20 rồi, tương đối cứng. Rồi giá công khai cây 12 giá là 500 nha anh em, 500 cộng tiếp. Tiếp theo cái 13, cái 13 gửi cho anh em một cây cần của hãng Olympic. Cây này thì dạng mình lấy về hàng trưng bày nha anh em, cần rất là mới. Đây cản là cản mái chèo nè, đó quẳng chỉ nè, phôi là phôi carbon sẵn quăng nè, dạng sẵn như hai da luôn rồi. Rất là đẹp. Bát cần là bát Fuji, và cái này hai đọt, một đọt cứng là 50, một đọt cứng là 25-40. Sẵn rất là đẹp nha. Phen cần sẽ là phen Fuji dạ quang đó. Cây cần này thì nó sẽ dài là 2m1 ha, 2m4 nha anh em, cần dài 2m4, hàng Olympic. Và cây này thì nó sẽ bị mắc đầu bu một cây một đọt nha anh em, đọt cứng nhất nha anh em, đọt cứng, đọt 25-40 nó bị mất đầu bu. Và đọt 50 thì nó còn nguyên chia nha anh em. Đó, thì cái này mình bán một đọt, mình tặng một đọt nha anh em. Đó, xem như mình tặng. Cần thì rất là đẹp rồi đó. Trong thì trong quá trình vận chuyển về từ Nhật về nó có xảy ra rủi ro. Cần đẹp thế này mà mắc một đọt hay bị tiếc như này đó, rất là đẹp. Cần nội địa nhé, tem đầy đủ Olympic, quá xịn sò. Thì cây Olympic này thì nó sẽ nặng là 133g nha anh em. Cây Olympic này nặng là 187 187 187g nha anh em, nặng 187g. Đọt là 1 ly 3, dài 2m1, độ cứng là 50 nha anh em. Đọt độ cứng 25-40 này thì nó bị gãy đọt, mình tặng theo nhé. Rồi giá công khai cây số 13 giá sẽ là 700 nha anh em, 700k cộng xếp cái 13, một cây hai đọt. Tiếp theo cái 14, cái 14 là một cây hàng nội địa, cây này còn tối luôn nha anh em, cây này còn tối luôn, hàng mới 100%.
Thì cây M4 là một cây cần nội địa đó. Đây, góc chỉ keo nó quấn đây rất là đẹp nha. Đó, mở ra phần trăm cho qua sử dụng. Bát cần sẽ là bát Pusi FS6. Tên cần này nè. Qua cây này một cây cần một khúc nha nè. Cây này một cây cần một khúc. Cần một khúc. Đây, phen cần là quanh phen Fuji nha nè, phen Fuji. Tem mát đầy đủ nha. Phen Fuji. Cần mới cho phần trăm thì anh em yên tâm. Rất là mới. Cần một khúc. Cần một khúc dài 1m3. Cần này thì vẫn chuyên về cho anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền nha. Cần rất là đẹp. Còn túi còn bao xin theo cần luôn nha anh em. Thì cái M4 này thì nó nặng là 133g, dài 1m3, độc của nó sẽ là 0.9. Và cái này nó độ cứng tầm khoảng 10-15 nha anh em, độ cứng tầm khoảng 10-15. Vẫn chuyên về cho anh em nào con trên ghe, trên bè, trên thuyền. Anh em săn hanh, săn cháp, săn cá giò, cái gì đó. Anh em miền Tây thì cậu thể câu cá trắng nè, câu chép nè, câu tôm, cá lăng đó, ngon lành nha. Đọt nó cũng ngon, rất là đẹp, bé ngót luôn nha nè. Rồi, giá công khai cái 14, giá là 800 nha nè, 800k cộng ship cái 14. Ok, tiếp theo sẽ là cái số 15. Thì cái 15 thì gửi cho anh em một cây hàng hệ nhé. Đó, cây hàng hệ vẫn là một cây hai chi, cản mái chèo. Một cây Shimano sẵn ít nha. Sẵn theo kiểu Hibawa X. Hàng đặc trưng của hàng Shimano đây. Rất là đẹp. Nói chung thì cần nó vẫn có xây sát thôi, nhưng mà dạng xây sát ít thôi nha anh em. Fan keo thì ok hết. Sẵn ngon lành nha anh em. Xịn sò. Thì cái Shimano này thì nó có chiều dài sẽ là 2m1 nhé, dài 2m1, nặng là 165g. Đọt cái này sẽ là 1.7 nhé, đọt 1.7. Phen cần là phen Fuji, bát cần là bát Fuji. Và độ cứng của cái này thì nó tầm khoảng 15-20 nha anh em, nó sẽ cứng đều vô trong nhé, chứ không phải nó dạng nó mềm mềm đâu, nó sẽ cứng đều vô trong, độ cứng khoảng 15-20. Khôi cần thì chắc khừ rồi nha. Đẹp. Keo chỉ thì nó còn bị hơi xấu một tí, nhưng mà không sao, còn rất là chắc nha này. Rất là chắc. Rồi, giá công khai cái 15, giá sẽ là 900 nha anh em, 900 cộng ship. Tiếp theo cây cuối cùng đó, cây cuối cùng là cây cần đây, hàng của China xuất nhật đây. Họ có để đây luôn, họ để tem đàng hoàng. Thì cần sau thì mình báo anh em vậy thôi. Ở đây một cây China xuất nhật, phôi cần là phôi carbon đó. Live bot game gì nè đó. Cây như một cây cần máy ngang nha anh em, cần máy ngang và còn rất là mới. Bát cần sẽ là bát Fuji, phen cần sẽ là phen hãng nhé, phen cần sẽ là phen hãng, bát cần bát Fuji, phen cần phen hãng, cần rất là mới luôn. Thì cái này dài 1m9 nha anh em, dài 1m9. Nặng thì nó nặng là 124g thôi nha anh em, nặng 124g đó. Cần rất là đẹp, đọt là đọt tháp. Cây này thì về cho anh em nào câu máy ngang nè, câu máy ngang vậy anh em câu cảm giác nè, câu ngâm đó. Hoặc anh em có thể về chế lại đó, chế lại làm một cây cần vít cũng rất là ngon. Đây, cái cán cũng còn rất là dài đó. Nói chung thì cây này mình bán giá mù nha anh em, giá là 250k nhé, 250k cộng ship. Cây số 16 thì đó là 16 cái cần lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào có thể để chốt, đây là shop điện thoại, shop tự động liên hệ với anh em nhé, hoặc anh em có thể liên hệ số điện thoại shop để góc này màn hình nha anh em đó. Rồi, cảm ơn anh em.